Cô cô muốn lừa người ta nói ra bí mật thì trước hết phải khai ra tiểu sử thối thai nhất của mình. Đây gọi là vứt hòn ngói bói hòn ngọc, hà hà. Tiểu bảo biết đã diễn thì phải diễn cho tới nên ngoài vẻ mặt phân khích hắn liền nhảy xuống xe quỳ gối thi lễ ngay. Điệt nhi vì tiểu bảo bái kiến hảo cô cô, thân cô cô. Hảo điệt nhi, từ giờ về sau trên đời này ta đã có thêm người thân rồi. Đào cung Nga bao năm sống trong thâm cung vô thân vô cố, ngay cả một lời tình nghĩa cũng chưa từng được nghe, vừa thấy vi tiểu bảo gọi mình một cách chân thành thân tình như vậy thì không cầm được lòng nước mắt lập tức tóe ra ngay. Hai người sau khi nhận nhau làm người nhà thì tiếp tục lên đường, chẳng mấy chốc bình minh cũng đã thức dậy, sau một hồi xúc lên động xuống đảo Cung Nga cũng bắt đầu kể lể về đời mình cho tiểu bảo nghe. Hảo Điệt Nhi, ta họ đào có quê danh là Hồng Anh, từ năm 12 tuổi đã vào cung, đến năm thứ hai thì bị phái đi phục vụ công chúa. Tức là trưởng công chúa của sùng trinh hoàng đế đại minh ta. Ồ, thì ra cô cô đã ở trong cung từ thời tiền triều Năm đó trước khi lão hoàng đế rời cung đi bụi đã rút kiếm chém đứt bà vai công chúa Ta biết được công chúa gặp nạn nóng lòng tới ứng cứu Trong lúc hoảng loạn vụng về ngã đập đầu nên mất xỉu đi Lúc tỉnh lại không thấy bệ hạ và công chúa đâu nữa Trong cung khi đó vô cùng hoảng loạn Sau này thất tử tới làm giặc chiếm tử cấm thành Công chúa chẳng phải là con gái ruột của sùng trinh hoàng đế sao Ông ta tại sao lại dùng kiếm chém bà ấy chứ Công chúa được hoàng thượng yêu mến nhất nhưng lúc đó kinh thành đã vỡ quân giặc kéo tới trùng trùng hoàng thượng quyết hy sinh thân mình vì nước ông ta sợ công chúa bị giặc bắt đi nên phải đành lòng ra tay giết trước thì ra là vậy đó thực là một thảm kịch trốn nhân gian nghe nói sùng trinh hoàng đế sau này chết trên núi môi sơn chẳng biết là có thật không ta cũng chỉ là nghe nói thế chứ không có tận mắt thấy chỉ biết bọn thất tử đã chiếm gọn đại minh ta bọn thái giám cung nữ cũ đều bị đuổi ra hết khỏi cung vì lúc đó ta còn nhỏ nên bọn thất tử cho rằng không thể gây họa đã để lại sử dụng, mãi tới 3 năm sau ta mới gặp được sư phụ của ta. Võ công của cô cô cao như vậy thì võ công của sư phụ cô cô chắc còn bá đạo hơn nữa ấy nhỉ. Sư phụ ta thường nói trong thiên hạ người có tài rất nhiều, tài nghệ kém cỏi của chúng ta nào có là gì, vì thế luyện võ chỉ là để bảo vệ tính mạng lúc nguy cấp. Suy cho cùng ở lại trong cung lấy trộm tám bộ tứ thập nhị chương kinh vẫn là việc vô cùng nguy hiểm. Ồ ồ, Phật kinh đó té ra có tám bộ tất cả sao? Đúng, sư phụ ta chính là muốn lấy tám bộ kinh thư đó, sư phụ phụ mệnh của thái sư phụ vào cung làm cung nữ mãn châu bát kỳ. Hoàng Bạch Hồng Lam chính là từ kỳ tương tứ kỳ phối lại thành tứ thập nhị chương kinh cho nên tổng cộng có tám bộ. Đúng rồi, hai bộ Phật kinh con lấy được từ nhà ngao bái có màu sắc không giống nhau. Ta chưa hề được thấy tứ thập nhị chương kinh, hôm nay mới biết màu sắc ngoài bìa của kinh thư có màu sắc khác nhau. Trong tay của ta có năm bộ, còn ba bộ nữa là đủ, cô cô nhất định là biết kinh thư chưa bí mật gì, ta phải nghĩ cách moi hết cho ra. Thì ra sư thái của cô cô cũng thành tâm bái Phật, nghe nói Phật kinh này được viết bằng kim từ thủy đặc biệt linh thiêng, trả trách sư thái muốn con nó đến thế. Không phải đâu hảo điệt nhi, ta sẽ nói cho con biết toàn bộ nội tình trong đó, nhưng việc này rất quan trọng con phải thề bất luận thế nào cũng không được tiết lộ cho người ngoài biết. Hoàng thiên hậu thổ, vì tiểu bảo nếu đem bí mật tứ thập nhị chương kinh tiết lộ ra thì con sẽ chết thê thảm giống như sư huynh giả nữ của mụ già thái hậu. Thần thánh nhớ kỳ à nha, con đây không có giả nữ nên không phải ứng thề. Lời thề này quả là kỳ cục ta chưa từng nghe bao giờ. Hảo Điệt Nhi đã chuẩn bị tâm lý kỹ rồi chứ, giờ điều ta sẽ nói cho con là một bí mật kinh thiên động địa, bí mật chứa trong tám cuốn kinh thư là vị trí của Long Mạch và một tòa bảo sơn chứa đầy vàng bạc châu bóng. Vì tiểu bảo chẳng biết gì về long mạch nên không quan tâm Hắn ta chỉ để lọt vào tay tòa bảo sơn to tổ chẳng và núi kho báu trong câu chuyện mà đào cô cô đang thao thao kể ra cho hắn Cuối đời nhà Minh Mô Tam Quế bán nước dẫn quân thanh qua ải Sau đó hắn còn đích thân dẫn quân tới đánh kinh sư khiến cho Lý Tự Thành khi đó vừa chiếm được Hoàng Thành phải thất bại thảm hại ôm đầu máu mà bỏ chạy Hắn chính là chủ bút viết nên một trang quyết định tới sự diệt vong của Minh Triều lúc đầu khi quân thanh tiến vào vốn chỉ muốn cướp bóc kiếm chắc chốt đỉnh chứ không ngờ có thể cướp được giang sơn đại minh vì thực tế người mãn chỉ có mấy mống không thể so bì với người hán đông như lợn con được biết người biết ta người mãn vừa tiến qua bên ải thì mặc sức chém giết đốt phá họ tận tình cướp bóc rồi vận chuyển toàn bộ cuộc cải cướp được về bên kia biên giới cất giữ ở nơi bí mật lúc đó chấp trưởng đại quyền là nhấp chính vương túc vụ của hoàng đế thuận trị song mãn châu bát đại kỳ quân mỗi kỳ đều có thế lực lớn mạnh nên sinh ra năm người mười ý một số kỳ chủ ham muốn sự giàu có màu mỡ của đất thần châu muốn thừa kế bá chiếm trung nguyên cải triều hoán đại một số khác lại sợ hoa hạ đất rộng người đông một khi bức hồ khiêu tướng thì người hán sẽ đứng dây phản kháng khi đó mãn thanh nhất định sẽ bị tiêu diệt nên chi bằng tận tình cướp bóc sau khi no sôi chán trẻ chạy lui về biên giới hưởng phúc là hơn thấy bắt đại kỳ chủ vì chuyện này mà phân thành hai phái không ai có ý nhường ai cuối cùng nhấp chính vương nghĩ ra một cách vẹn toàn cả hai cũng là để sẵn một đường lui một mặt ông ta cho đem những của cải cướp bóc được truyền ra ngoài biên giới, mặt khác là dốc toàn lực kiên cơ lập nghiệp ở Trung Nguyên nhất thống Thần Châu. Nếu người Hán đứng dậy tạo phản tình thế nguy ngập thì kỳ nhân sẽ rút về Sơn Hải Quan, như vậy cũng coi như đã thu hoạch lớn không uổng máu xương. Đối với kế sách vẹn cả đôi đường này bắt đại kỳ chủ nhất trí tán đồng, thế là họ y kế thi hành, vận chuyển toàn bộ của cải ra biên giới cất giấu. Sau khi tìm được chỗ tốt thì lập bản đồ vị trí kho báu rồi đề vào trong tám bộ tứ thập nhị chương kinh, bát đại kỳ chủ mỗi người sẽ nắm một bộ. Thái sư của Đào Hồng Anh vốn là con gái người Hán ở Cầm Châu, bà ta có võ công cao cường trong lòng lúc nào cũng mong muốn đánh đổi thất tử, một đêm nọ đã lèn vào nhà tương lam kỳ chủ hành thích, trong khi lấp ló vô tình nghe được bí mật động trời này. Chuyện cực cơ mật nên Đào Hồng Anh cũng lựa nơi địa thế hoang vu đánh xe ngựa tới đó rồi mới cô kể bé nghe. Vì tiểu bảo chưa bao giờ xem chuyện gì là trọng nhưng Đào Hồng Anh kể chuyện qua bánh cuốn nên y cũng phải nhập thần có được kết quả ngoài ý muốn sư thái ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng trong một thoáng thất thần đã phát ra tiếng động lập tức bà ấy bị cao thủ trong phủ bao vây truy bắt nếu không phải là một thân võ học cái thế chắc đã bỏ mạng tại chỗ sư thái bị trọng thương cuối cùng liều mạng xông ra khỏi vòng vây lúc lết về được đến chỗ sư phụ thì đã hấp hối không xong cũng may mà trước lúc lâm trung đã kịp nói hết ra được bí mật này bà ấy còn dặn sư phụ ta bằng mọi giá cũng phải lấy được tám bộ kinh thư kia tiền tài là thứ ngoài thân vật không thể đem vào quan tài mà trước lúc chết còn không quên bảo sơn kho báu đó sự thái của cô cô không khỏi có chút gì đó abc vì tiểu bảo vốn tính tham lam nên suy bụng ta ra bụng người mà cũng khó trách được vì y vô học không hiểu hai chữ long mạch mà chỉ chăm chăm tiền tài đào hồng anh sau khi nghe vi tiểu bảo phun ra những lời này thì lập tức quát hắn ngay nói bậy bạ sự thái ta đan tâm nhiệt huyết đâu có tham lam tiền tài bất nghĩa của bọn thất tử mục đích chính của ngài là muốn chặt đứt long mạch của bọn thất tử hủy diệt đi giang sơn của chúng. Long mạch là gì? Đào Hồng Anh nghe Vi Tiểu Bảo nói vậy thì biết y là loại não tắc nên liền thông não cho hắn. Đó là một nơi phong thủy rất tốt, tổ tiên của người mãn đều là được chôn ở trên núi đó, trước khi chết sư thái có nói bọn thất tử sẽ đem chôn của cải ở trên núi đó. Vì thế chúng ta chỉ cần tìm được tòa bảo sơn đó, cắt đứt long mạch, đào mộ tổ tiên, khi đó người mãn châu không những không làm được hoàng đế mà còn phải chết ở quan nội, kết cục đại bại. Chuyện mà Đào Hồng Anh kể đúng là rất hay và cuốn nhưng Vi Tiểu Bảo là người thực tế, hắn ta mơ hồ bột miệng hỏi lại cô cô của mình. Cách này nghe ra có chút thần kỳ, thật là sẽ có hiệu quả chứ. Cái này ta cũng không dám chắc, chỉ là những gì sư phụ của ta nói lại, cho dù phương pháp này không hiệu quả hoàn toàn thì chí ít cũng khiến cho bọn thất tử nguyên khí trọng thương, hơn nữa báu vật đào lên sẽ dùng vào việc quân khí, dương cao cờ nghĩa tụ tập anh hùng khởi nghĩa phản thanh, làm được song song như vậy thì bọn thất tử ắt khó tránh khỏi số kiếp. to be continued